Mạng xã hội đã là một phần không thể thiếu trong đời sống của rất nhiều người trẻ, nhưng mà mình nhận thấy là không phải lúc nào chúng ta cũng hưởng lợi từ nó. Chúng ta sử dụng mạng xã hội mà đầu óc không để tâm suy nghĩ gì nhiều, cứ lướt vô tận nhiều tiếng đồng hồ trong ngày, mà đến cuối không ít lần cảm thấy tệ vì chưa làm được gì nhiều, cứ trì hoãn hết việc này đến việc khác và bị cuốn vào cái bể mạng xã hội vô tận đấy. Nhưng mà cũng có lúc sẽ cảm thấy vui và thư giãn vì đã xem được những thứ thú vị bổ ích. Vậy nên mạng xã hội không hề xấu, nhưng chúng ta luôn cần để tâm nhiều hơn khi mà sử dụng nó. Xin chào, các bạn đang xem kênh của Bảo Tuấn Nghĩa. Mình đang là du học sinh học tại Bỉ. Ở video này thì mình muốn chia sẻ về một cái điều mà mình đã làm gần một năm nay rồi. Đấy là dành ra cái chủ nhật cuối cùng của tháng để thải độc mạng xã hội. Thải độc chính là từ detox trong tiếng Anh. Mình dùng từ thải độc có thể sẽ hơi mạnh nhưng mà nó cũng đúng. Tại vì mặc dù mạng xã hội không hề độc hại nếu chúng ta sử dụng đúng cách, nhưng mà rất nhiều khi thì chúng ta không để tâm tới cái cách mà chúng ta dùng nó, và vô tình qua một thời gian dài thì những cái độc hại nó cứ tích tụ lại. Và đến lúc này thì chúng ta cần có một thứ gì đó để giải độc, để thanh lọc lại. Mình nghĩ đây sẽ là những cái trải nghiệm thật và mọi người đều có thể cảm nhận được. Nó sẽ không đến ngay sau khi mình sử dụng mạng xã hội, nhưng mà qua một thời gian dài nếu mà không có một cái gì đó tác động để thanh lọc, để thải độc nó ra, thì có vẻ là tinh thần của mình sẽ không tốt. Mình tin là việc này có thể áp dụng với tất cả mọi ngành nghề, áp dụng với bất kỳ ai, và kể cả những người làm việc trực tiếp với cả mạng xã hội. Thì mình nghĩ là chúng ta luôn có ít nhất là một ngày để ngưng sử dụng nó, và từ đó thì giúp thanh lọc cái đầu óc của mình. Những cái tháng đầu tiên thì mình dành cái ngày cuối cùng của tháng, nhưng mà mình nhận thấy là có thể cái ngày cuối cùng đó nó là vào một ngày thường, và mình sẽ cần phải đi vào đúng cái guồng để làm việc, hoặc là cần phải tiếp nhận những thông tin. Thế nên mình chọn cái chủ nhật cuối cùng của tháng. Vì xưa nay thì mình cũng dành chủ nhật để là cái ngày mà mình sạc lại năng lượng, nạp lại năng lượng, và cũng đã gần một năm rồi. Những cái chủ nhật cuối cùng của tháng đó thực sự có ích với mình rất là nhiều. Ngay trong những tháng đầu khi mà mình thử dành ra một ngày không sử dụng mạng xã hội thì mình cảm thấy thực sự rất là tuyệt vời. Tại vì lâu lắm rồi mình mới có một cái cảm giác mà mình không phải tiếp nhận bất kỳ một cái thông tin nào cả, và hoàn toàn dành thời gian cho bản thân mình. Có thể mọi người sẽ nghĩ là nguyên cả một tháng dài 30 ngày như thế, một ngày thì có ăn thua gì đâu. Nhưng mà thực sự trong cái guồng quay của 29-30 ngày mà chúng ta luôn tiếp nhận với thông tin như thế, thì một ngày chúng ta không sử dụng mạng xã hội cũng có thể là một cái gì đó rất là mới mẻ và lạ lẫm. Và chúng ta, mình tin là nếu mà các bạn thử thì các bạn sẽ không quen thuộc ngay lần đầu đâu. Mặc dù chỉ là 24 tiếng, mặc dù mình hoàn toàn có thể tham gia vào các cái hoạt động khác và mình bị cuốn theo nó, nhưng mà rất là nhiều khi chúng ta sẽ cảm thấy bị rảnh, chúng ta cảm thấy là không có việc gì làm, nhưng mà chúng ta cũng không được lên mạng xã hội. Chúng ta kỷ luật bản thân, chúng ta không để bản thân tiếp cận với mạng xã hội. Thì mình nghĩ đấy cũng là một cái trải nghiệm mới mẻ và nó không hề quen thuộc một chút nào, nó rất là lạ. Và đôi khi đối với những ai mà sử dụng mạng xã hội thường xuyên và sử dụng nhiều, thì chỉ vài tiếng hoặc một buổi thôi mà không sử dụng nó cũng đã cảm thấy là có một cái gì đấy trong lòng nó không thoải mái rồi. Nhưng mà qua một thời gian thì mình nghĩ là những điều đấy sẽ trở nên quen thôi. Và chúng ta bắt đầu tập trung dành được ít nhất là một ngày trong tháng như vậy để tập trung cho bản thân và không tiếp nhận nó. Với một ngày như vậy, đối với mình thì thực sự là mình không đọc tin, không có xem bất kỳ một cái story, một cái cập nhật đời sống nào của người khác. Nói chung hoàn toàn là chỉ xung quanh cái cuộc sống của mình thôi, ở ngoài đời thực thôi, không có một chút nào ở trên mạng xã hội cả. Nói một cách đơn giản, chúng ta tách biệt với cả xã hội ảo, xã hội ở trên mạng, và chúng ta ở ngay xung quanh chúng ta, gần chúng ta nhất có những cái gì chúng ta tiếp cận, và chúng ta sống ở trong cái đời sống đó. Và mình biết là mặc dù chúng ta rất là để tâm tới việc là chúng ta chọn những thông tin nào ở trên cái bảng tin của chúng ta, chúng ta chọn thích cái trang nào, chúng ta chọn theo dõi những ai, nhưng mà đôi khi chúng ta sẽ vẫn ấn vào những cái bình luận, hoặc là xem, vô tình xem những cái bình luận của những vấn đề mà có thể gây trái chiều. Và đến lúc đó thì chúng ta sẽ đọc được thêm rất là nhiều những ý kiến, những quan điểm và những cái tư duy. Và có thể đối với chúng ta đấy là những thứ rất là sai, rất là lệch. Và mình nhiều khi nó tiêu cực, và mình không thể nghĩ được rằng là có thể nói ra những cái lời như vậy, có thể để lại những cái bình luận như vậy, và họ thực sự họ ấn, họ gõ và họ để lại những cái lời như thế. Và họ thoải mái trình bày, thoải mái thể hiện những quan điểm, những tư duy của họ, trong khi mà họ không hề biết đấy là những thứ rất là sai lệch và rất là
là đáng bài trừ, không nên xuất hiện. Nhưng mà chúng ta thì không có thời gian để mà đôi co hay là làm một cái gì đó cả, vì thực sự có rất là nhiều người như vậy, rất là nhiều những thứ như vậy ở trên đó, và đấy là những thứ tiêu cực. Và mặc dù chúng ta không làm gì sai, nhưng mà việc chúng ta đọc, chúng ta thấy được những cái điều đó lại mang cho chúng ta những cái cảm giác rất là tệ. Nói chung là nếu có đọc tin tức hoặc có xem gì thì cố gắng là bắt đầu từ giờ là hạn chế xem vào những cái bình luận. Nếu chúng ta đã có một cái quan điểm, một cái góc nhìn nào đó về cái nội dung đó rồi thì chúng ta dừng lại ở đó thôi. Nếu mà chúng ta muốn nhiều ý kiến đa chiều hơn, muốn nhiều góc nhìn hơn, thì mình nghĩ là nên tìm tới những cái nguồn mà đáng tin cậy hơn, của những người có chuyên môn hơn. Và như vậy thì mọi thứ mình nghĩ lúc đấy chúng ta sẽ học được nhiều, chứ không phải là mang những cái điều tiêu cực vào trong mình. Và một cái ngày mà tránh tất cả những điều đấy thì mình nghĩ là lúc này chúng ta cũng xác định lại là chúng ta cần để tâm tới việc đó nhiều hơn. Và sau này khi mà chúng ta sử dụng mạng xã hội thì chúng ta không có xem những cái điều như vậy, vì có quá là nhiều điều tiêu cực ở trên mạng. Một cái điều nữa trong cái quá trình mà thải độc mạng xã hội đấy là chúng ta mỗi một lần như thế thì mình xác định lại cái tâm thế khi mà mình xem cuộc sống của người khác trên mạng xã hội. Mình biết là chúng ta sẽ vẫn có thể theo dõi bạn bè, chúng ta theo dõi những người nổi tiếng, theo dõi những người mà truyền cảm hứng, là những người có sức ảnh hưởng. Và đôi khi mà chúng ta thấy cái cuộc sống của họ thì rất dễ dẫn đến là chúng ta so sánh với cái cuộc sống của mình. Mặc dù cái sự so sánh đó cực kỳ khập khiễng và rất là oan ức đối với bản thân mình, nhưng mà chúng ta không thể ngưng lại được, vì não của chúng ta xử lý rất là nhanh để đưa đến một cái so sánh nào đó, và chúng ta rất là dễ để cảm thấy tệ về bản thân vì có thể mình không có được những thứ mà người ta đang có. Chúng ta sẽ chỉ so sánh những thứ mà chúng ta vừa thấy trước đó thôi. Chúng ta hay lược qua tất cả những thứ thuộc về quá khứ của người ta, những thứ thuộc về xuất thân, và đối chiếu những thứ đó đối với cả cái xuất thân của mình. Thì những cái đó hoàn toàn không thể so sánh với nhau mà rất là khác nhau. Nhưng mà chúng ta lại chỉ nhìn vào cái hình ảnh ngay lúc đó mà chúng ta dễ gây ra những cái so sánh. Những cái ngày mà mình không sử dụng mạng xã hội thải độc như thế này thì mình xác định lại cái tâm thế là 100% khi mà mình xem cuộc sống của người khác thì một là mình sẽ được truyền cảm hứng để lao động, để làm việc cũng như là để tận hưởng cuộc sống. Hai là mình biết cuộc sống của họ để mình có những cái cảm xúc vui mừng cho họ, hoặc là có những cái lời hỏi thăm, có thể hỏi han trò chuyện một chút gì đó, và nó sẽ chỉ dừng lại ở đó chứ không có bất kỳ một cái sự so sánh nào cả. Và mỗi lần xác định lại cái tâm thế như vậy thì từ sau đó khi mà mình sử dụng mạng xã hội lúc nào mình cũng cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Khi tất cả mọi thứ nó đã được xác định lại như vậy rồi, mình tránh những điều tiêu cực, thì lúc này chúng ta cần tập trung lại vào bản thân. Một cái ngày mà không sử dụng mạng xã hội như thế, không tiếp nhận gì cả, chúng ta chỉ loanh quanh cái cuộc sống hàng ngày của mình, những thứ thực ở ngoài như thế này thôi, thì mình nghĩ là lúc này chúng ta cũng có nhiều không gian hơn để thực sự suy nghĩ, đối chiếu lại trong đầu óc của mình. Chúng ta sẽ có những cái khoảng lặng, chúng ta sẽ có những lúc mà chúng ta ngồi im một chỗ và thực sự ngồi suy nghĩ. Có thể là những gì trong quá khứ, những cái kỷ niệm đẹp, những gì mà tạo nên mình của ngày hôm nay. Rồi ở hiện tại mình đang có những gì, mình có thể làm những cái điều gì. Và trong tương lai thì mình nghĩ là luôn luôn có một cái hình ảnh của mình ở trong tương lai, tưởng tượng về nó. Thì đấy là cái mà giúp gọi là dẫn lối mình trong cái con đường của mình đi. Thực sự cần những cái khoảng lặng như vậy, thời gian có thể với bạn bè, nhưng mà cũng có thể ngồi một mình để suy nghĩ về những cái điều đó, tập trung nhiều nhất cho bản thân. Chính qua cái việc tập trung cho bản thân thì tức là một cái ngày như vậy, ít nhất là chúng ta nên làm sao để cho bản thân cảm thấy thoải mái nhất và cảm thấy tận hưởng được nhiều nhất. Chúng ta có thể nuông chiều bản thân một chút, chúng ta ăn những cái món ăn mà chúng ta thích, và có thể chúng ta rất là thích đồ ngọt, rất là thích những thứ mà đồ ăn nhanh, hoặc là thích những thứ mà mình biết là chúng ta nó không tốt cho sức khỏe chúng ta. Nhưng mà chúng ta cũng nên nhớ rằng là một ngày trong một tháng làm cái việc như vậy thì nó không hề có một cái ảnh hưởng nào lớn cả. Chúng ta phải làm nhiều, làm lâu dài thì nó mới có ảnh hưởng lớn cơ. Thế nên là một ngày như vậy, nhưng mà mặc dù mình biết là không tốt cho sức khỏe của mình lắm, nhưng mình cảm thấy vui khi mà mình làm những việc đó, ăn những cái thứ đó, thì mình nghĩ nó cũng sẽ tốt cho sức khỏe tinh thần của mình, và mình nên để cho nuông chiều bản thân một cái ngày như vậy. Ngoài ra thì hoàn toàn có thể tập trung nhiều hơn vào tất cả những công việc mình làm.
trong suốt cả một thời gian tất cả những cái ngày khác thì mình nhiều khi có những việc mình sẽ phải làm nhanh nhanh để mình còn quay lại mình tập trung vào những việc mình cần làm việc, học tập. Nhưng mà đôi khi nó sẽ đến từ những cái thứ rất là nhỏ. Ví dụ như chủ nhật hàng tuần thì mình sẽ giặt quần áo chẳng hạn và phơi quần áo, thì lúc này thì mình sẽ để tâm, để ý nhiều hơn tới cái mùi hương, để ý nhiều hơn tới cái cảm giác mà mình phơi từng chiếc áo, chiếc quần lên, làm những cái việc thường ngày thôi. Nhưng mà mình làm trong một cái sự nhẹ nhàng, một cái sự thư thái cao nhất có thể. Và mình tin là như vậy thì nó cũng sẽ giúp cho cái ngày hôm đấy của mình tốt hơn. Ngoài ra thì mình có thể tiếp tục làm những cái điều mà mình thích. Nếu mà các bạn thích nấu ăn thì một cái ngày như vậy dành thời gian để thực sự làm một cái món nào đó, có thể phức tạp hơn một chút, có thể cần nhiều thời gian nấu hơn, nhưng mà mình tận hưởng cả cái quá trình nấu đấy chứ không phải là chỉ cái lúc mà mình ăn. Còn nếu mà các bạn không thực sự đam mê nấu ăn thì lúc này hoàn toàn nên dành cho bản thân một cái món ăn nào đó mình đặt ở ngoài nhưng mà mình rất là thích và có thể lâu lắm rồi mình chưa ăn đó. Mặc dù là chúng ta không tiếp cận mạng xã hội nhưng mà sẽ còn rất là nhiều cái nội dung hay ho, thú vị ở trên mạng. Và cái này hoàn toàn là do bản thân mình thôi, chúng ta hoàn toàn có thể xem nó, nhưng mà cái cách chúng ta nghĩ về nó, cách mà chúng ta đưa nó vào trong bản thân và trong đầu óc của mình như thế nào thì đấy là cách của chúng ta. Khi mà xem vlog hoặc là xem những video ở trên YouTube thì mặc dù là chúng ta không so sánh bản thân với người khác nhưng mà mình biết là chúng ta vẫn có thể thích xem những cái daily vlog, những cái chia sẻ về cuộc sống của những người ở trên mạng. Và lúc này thì cái tâm thế khi mà mình xem nó với cái sự thư thái, thoải mái nhất, hay là mình xem nó sau đó mình lại so sánh với bản thân mình, thì lúc này nó sẽ quyết định là cái ngày hôm đó của mình không tiếp cận mạng xã hội có thực sự chất lượng hay không. Như mình thì mình cũng sẽ chọn một cái thời gian để xem một bộ phim nào đó mà mình thích. Đấy là cái điều mà mình quan tâm. Ví dụ như mình quan tâm đến phim ảnh thì mình chọn đấy là một cái làm nuông chiều bản thân mình, cho bản thân mình cái thứ mà mình yêu thích. Mình có thể dành những cái thời gian, ví dụ như ở bên này thì mình dành thời gian để đi loanh quanh thành phố hoặc là đi đến siêu thị châu Á để mua một cái món ăn, mua một cái thứ gì đó mà mình lâu rồi chưa ăn, một thứ gì đó mà mình thích. Rồi ngắm đường phố, có thể có những hôm trời nắng đẹp, thời tiết rất là thích thì đi dạo loanh quanh. Làm tất cả mọi điều cho bản thân mình như thế thì mình tin là cái tinh thần của chúng ta sẽ tốt hơn. Và cái ngày hôm sau, thường là bắt đầu một cái tuần mới, bắt đầu vào thứ hai thì, và cũng có thể nhiều khi là một vài ngày là bắt đầu sang tháng mới rồi, thì tinh thần của mình cũng sẽ tốt hơn, một cái sự khởi động cho nó. Vậy nên là với mình thì ít nhất là một ngày thải độc từ mạng xã hội, cách ly khỏi nó hoàn toàn, không sử dụng đến nó, chắc chắn là một cái phương pháp tốt để chúng ta có một cái tinh thần tốt hơn, để ý nhiều hơn trong cái cách mà chúng ta sử dụng mạng xã hội. Ta hoàn toàn có thể hưởng lợi từ nó rất là nhiều. Luôn luôn có những thứ thú vị, bổ ích và giá trị ở trên mạng xã hội, nhưng mà cái cách chúng ta sử dụng nó sẽ quyết định là chúng ta học được gì từ nó hay là chúng ta lại bị ảnh hưởng xấu từ nó. Hy vọng là qua video này thì các bạn sẽ có một chút cảm hứng nào đó để dành ít nhất là một ngày trong tháng. Và như mình thì là dành cái chủ nhật cuối cùng của tháng để thải độc từ mạng xã hội, cách ly, không tiếp nhận bất kỳ thứ gì từ mạng xã hội và dành thời gian để tập trung cho bản thân mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video này. Nếu mà các bạn thích thì hy vọng là bạn sẽ ấn nút like, vì như vậy thì sẽ giúp video của mình xuất hiện trên YouTube nhiều hơn. Và nếu các bạn thích những video mà mình làm cũng như chờ đón những video tiếp theo thì mong bạn sẽ cân nhắc đến việc ấn nút đăng ký. Mình cũng làm vài các video khác chia sẻ về quan điểm, suy nghĩ của mình, cũng như là có những chia sẻ liên quan đến cuộc sống du học ở Bỉ. Cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại.